Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề đó là mỡ máu cao mà duy trì thuốc mỡ máu thì có phòng được đột quỵ hay không? Rồi như chúng ta đã cùng tìm hiểu về mỡ máu đúng không? thì chúng ta sẽ quan tâm đến bốn cái chỉ số. À, chỉ số thứ nhất là cholesterol toàn phần. Chỉ số thứ hai là triglycerid. Chỉ số thứ ba là LDL cholesterol và chỉ số thứ tư đó là HDL cholesterol. thì à, LDL cholesterol nó là mỡ xấu, à, tức là Lao hai hai tức là nó là lao tức có có nghĩa là nó là những cái lipoprotein cholesterol trọng lượng phân tử thấp nó sẽ dễ dàng gắn vào cái thành mạch của chúng ta thì nó là cholesterol xấu còn H là hai là cholesterol trọng lượng phân tử uh, nhẹ hơn thì nó dễ dàng di chuyển trong thành mạch và cái xấu ở uh, cái thằng nhẹ thì nó dễ hút những cái thằng lớn hơn để nó tạo ra một cái thằng to hơn thì đại ý là nôm na là chúng ta hiểu như vậy thì cái thằng 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 hdl ấy thì nó giống như kiểu bác sĩ dung vẫn nói nó giống như kiểu một cô công nhân đi dọn dẹp cái thành mạch của chúng ta để giúp ngăn ngừa những cái mảng bám mảng sơ vữa tức là cái chỉ số hdl cholesterol mà của các bạn càng cao thì càng tốt chứ không phải cholesterol lúc nào cũng xấu mà hdl mà của chúng ta càng cao thì càng tốt đó là điều thứ nhất thứ hai là ldl càng cao thì lại càng xấu Đấy thì có hai chỉ số mà chúng ta quan trọng như vậy trong cái việc tiên lượng và đánh giá. Thế thì bình thường LDL trên 3,3 là cao. Tuy nhiên đối với những người mà có tiền sử đột quỵ não, người có tiền sử tăng huyết áp, người có tiền sử đái tháo đường, người có nguy cơ hoặc là có tiền sử mắc các bệnh lý về tim mạch thì cái chỉ số LDL chúng ta cần hiểu là chúng ta cần hạ dưới 1.7 thì đấy là cái ngưỡng mục tiêu điều trị cho những cái người có các vấn đề mà bác sĩ Dung vừa kể đó. Vậy nên là đầu tiên khi điều trị mỡ máu thì chúng ta cần xem thứ câu hỏi đầu tiên là tuổi tác câu hỏi thứ hai là tiền sử bệnh lý nền có bệnh lý về đột quỵ trước đấy hay không này có các bệnh bệnh lý về tim mạch trước đó hay không có bệnh tăng huyết áp hay không có bệnh đái tháo đường hay không à, rồi có những cái bệnh rối loạn chuyển hóa khác ví dụ như là các bệnh lý về tuyến giáp như là các bệnh lý về cường giáp suy giáp đó À, rồi là các vấn đề mà rối à, loạn nhịp tim, ví dụ như là dung nhĩ đúng không ạ? Ví dụ như những cái bệnh lý khác về tim mạch thì lúc này cái mục tiêu điều trị của HDL của LDL rất là khác và nó phải dưới 1.7 thì đó là cái mục tiêu điều trị. Bác sĩ dùng bữa nay bình thường rồi, chúc mừng bác sĩ nhé. Dạ vâng ạ, con cảm ơn ạ. Hôm nay mọi người thấy bác sĩ Dung bình thường chưa? Đấy cười được như thế này là thấy bình thường rồi đúng không? Đấy. nếu mà cười to ấy, bây giờ bác sĩ zoom cười cho mọi người xem nhá, à, nó vẫn bị méo. <laughs> nhưng mà cười bé như này thì mọi người sẽ không để ý hết được. nên dạo này nếu như mà có cười to là mình sẽ che miệng mình lại như thế này, thế là hết méo. À, chào thành võ phan cứng, cảm ơn à, thành võ. <laughs> rồi chào uh, trần chị trần phượng, chào thủy liệu Thúy liệu, <laughs> chào mọi người nha. rồi Hôm nay bác sĩ Dung sinh rồi đấy Ok chúng ta bắt đầu tiếp theo chủ đề ngày hôm nay nha rồi Cảm ơn mọi người cảm ơn những lời chúc của mọi người thì hôm nay bác sĩ Dung đã về trạng thái gần như bình thường rồi 80 90 rồi còn một chút xíu nữa thôi thì dần dần là nó sẽ phục hồi nó cần thời gian để có thể phục hồi um, tiếp được đó Thế thì quay trở lại câu chuyện này uống thuốc đấy là những cái chỉ số mà chúng ta cần quan tâm tức là cái mục tiêu điều trị của mỗi cái trường hợp nó khác nhau À, vậy thì là thuốc nào giúp chúng ta phòng ngừa đột quỵ hay là nếu như chúng ta chỉ uống thuốc mỡ máu thì liệu chúng ta có ngừa ngừa đột quỵ hay không? thì mỡ máu nó là một yếu tố nguy cơ cho cái đột quỵ não thôi không phải nó là tất cả không phải mỡ máu là một yếu tố nguy cơ dẫn đến và là những cái nguyên nhân dẫn đến tổn thương thành mạch sơ vỡ thành mạch và là nguyên nhân dẫn đến đột quỵ não nhưng chúng ta còn nhiều nguyên nhân khác dẫn đến đột quỵ não cái nguyên nhân ở người trẻ hay gặp thì nó là do dị dạng những cái mạch máu não. Bác sĩ Dung đã gặp những cái bạn thanh niên rất là trẻ khoảng 28 và dưới 30 đã bị đột quỵ não rồi. Nhưng nó là những cái đột quỵ chảy máu não. Là do những cái mạch máu nó bị dị dạng, nó vỡ ra. Thì cái trường hợp đó người ta đã gọi là đột quỵ chảy máu não. Còn những cái trường hợp mà chúng ta gặp nhiều hơn à, tai biến mạch máu não hoặc là những cái trường hợp mà chúng ta gọi ở trong... À, Y học thì chúng ta có một cái cụm từ đó là đột quỵ thiếu máu não. À, đột quỵ thiếu máu não được hình dung như thế này, như nào cho nó dễ nhỉ? Ví dụ như đây là một cái đường ống đúng không ạ? Một cái đường ống như thế này. Thế thì nó bị nghẽn lại, nó bị nghẽn lại. Ví dụ như là các cái thành mạch nó bám vào đây, nó bị nghẽn lại như thế này nó gây hẹp thành mạch đây. Như mọi người thấy là giả sử, giả sử như thế này là nó bị hẹp đúng không? đó nó bị hẹp và những cái dòng máu vẫn tiếp tục đi qua tiếp tục đi qua thì nó lắng động tạo thành những cái mảng sơ vữa và khi mà dưới cái áp lực của dòng máu đó thì cái mảng sơ vữa để bong ra nó như thế này nó bong ra và nó di chuyển ở trong lòng mạch thì đến cái đoạn nào mà hẹp mạch máu hẹp thì nó sẽ gây tắc lòng mạch và cái phần phía sau nó không được nuôi dưỡng thì người ta gọi là đột quỵ thiếu máu não phần phía sau nó không được nuôi dưỡng nữa còn một trường hợp nữa đó là nó gây tại chỗ nó gây tắc mạch, thế nên là đầu tiên là những cái xét nghiệm này mọi người có thể dùng để tầm soát nhé, tầm soát các cái yếu tố nguy cơ và uh, những cái tức là những cái xét nghiệm mà chúng ta có thể khám sức khỏe định kỳ để đảm bảo cái những tức là để xem nhận là chúng ta có nguy cơ bị đột quỵ hay không ấy, thì xét nghiệm đầu tiên đó là xét nghiệm công thức máu. Công thức máu sẽ cho chúng ta biết cái chỉ số hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu của chúng ta Xem tiểu cầu của chúng ta nó có vấn đề gì hay không Nếu như tiểu cầu cao quá thì cái nguy cơ tắc mạch nó cũng rất là cao Thì tiểu cầu sẽ tăng cao trong một số bệnh Ví dụ như này, một số các bệnh máu liên quan đến tiểu cầu Một số các cái bệnh lý ví dụ như là Thường ấy, bình thường thì ít khi nó tăng tiểu cầu lắm Nhưng một số các trường hợp bệnh lý về máu thì nó có thể tăng cái chỉ số này. Thứ hai là bạch cầu. Ví dụ như thế này này, bình thường thì bạch cầu ở trong ngưỡng bình thường nhưng trong một số bệnh ví dụ bệnh ung thư máu hay là cái bệnh máu trắng mà chúng ta thấy các diễn viên Hàn Quốc hay bị á. Đấy, thì cái bệnh máu trắng đấy thì nó sẽ là số lượng bạch cầu được tăng lên rất là nhiều nhưng bạch cầu không có chất lượng gì cả. Tức là những cái bạch cầu bé, bạch cầu mà non nó cũng đẩy ra ngoại vi. Nó cũng đẩy ra máu ngoại vi và bạch cầu thì không có nghĩa không có một cái chức năng gì cả nó cứ sản xuất âm mỹ lên nó đẩy ra ngoài máu dẫn đến là trong tế bào máu của chúng ta có rất rất nhiều bạch cầu và khi mà cái tế bào máu của chúng ta nó nặng như vậy nó nhiều như vậy thì nó cũng có cái nguy cơ gây tắc mạch đấy thì chúng ta sẽ khảo sát xem là à cái xét nghiệm máu của chúng ta có cái tế bào máu nào bất thường hay không đấy hồng cầu thì một số các cái bệnh liên quan đến đa hồng cầu thì nó cũng sẽ làm tăng hồng cầu À, xét nghiệm đầu tiên thì xét nghiệm này nếu như là các bạn vào viện thì đâu đấy à, Đâu đấy nó sẽ tốn khoảng à, hơn 100.000 cho một xét nghiệm công thức máu Còn nếu như các bạn làm ở Melatech khoảng à, à, phân tích à, 32 chỉ số và 64 chỉ số 64 chỉ số nó sẽ đắt hơn Thì như gần 200.000 cho một à, cái phân tích máu 64 chỉ số Còn đâu là 32 chỉ số thì nó rẻ hơn Thì chúng ta tùy nha Bình thường thì bác sĩ dung mà xét nghiệm cho người nhà thì lựa chọn cái 32 chỉ số thôi là cơ bản đầy đủ. Còn nếu như nó bất thường thì mới cần xét nghiệm 64. Còn thật ra là uh, nếu như mà chúng ta là những người bình thường thì không nhất thiết là chúng ta phải xét nghiệm cái cái mà 64 chỉ số đâu. Là xét nghiệm thứ hai đó là đường máu. Đường máu để chúng ta khảo sát cái yếu tố nguy cơ về uh, đái tháo đường. Đó, thì đấy là những cái xét nghiệm mà nó nằm trong cái bộ xét nghiệm định kỳ cũng như là uh, là xét nghiệm để tầm soát. Tiếp theo đó là chỉ số mỡ máu, bốn chỉ số mỡ máu là người ta sẽ xét nghiệm để tầm soát xem là chúng ta có cái nguy cơ bị đột quỵ hay không. Tiếp theo, một cái đối với người trung tuổi mà bác sĩ Dung nghĩ là rất là cần thiết để tầm soát cái nguy cơ đột quỵ đó là siêu âm cái động mạch cảnh, nó rất là rẻ tiền thôi. Nhưng mà khi mà người ta đặt đầu dò siêu âm vào đây này mà ai có dễ bị sơ vữa ấy bởi vì cái mạch cảnh ấy, của chúng ta là nó từ tim nó đổ lên, nó từ tim nó phân nhánh và nó đổ cái nhánh mạch cảnh nuôi não thì cả hai cái mạch cảnh hai cái mạch lớn này nó sẽ đổ lên đây nó nuôi toàn bộ vùng đầu mặt cổ của chúng ta và nuôi phần lớn cái não bộ ở đằng trước đấy còn chúng ta có một cái động mạch ở đằng sau này đi lên từ cái vùng cột sống của chúng ta gọi là động mạch đốt sống thân nền thì nó nuôi toàn bộ vùng chẩm vùng não sau vùng hành não và lên đến đây đó thế còn động mạch cảnh là nó sẽ nuôi đằng trước của chúng ta động mạch đốt sống thân nền là nó sẽ ở đằng sau nhưng mà cái động mạch cảnh này chúng ta đặt đầu dò vào là chúng ta khảo sát được nó và thông thường nếu như có yếu tố nguy cơ thì chúng ta sẽ phát hiện ra được cái, những cái mảng sơ vữa ở cái động mạch này đấy thì đặt cái đầu dò vào đây là chúng ta có thể nhá nếu trong trường hợp bạn bị sơ vữa cô bác anh chị nào đấy bị sơ vữa động mạch thì đấy cũng là một cái yếu tố nguy cơ trong cái việc tầm soát đột quỵ và nếu những cái mảng sơ vữa động mạch cảnh mà 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 nhiều thì bác sĩ sẽ cho bạn dùng các cái nhóm thuốc chống kết tập tiểu cầu, thuốc mỡ máu để ổn định cái mảng sơ vữa đó. Bởi vì cái nhóm statin là nhóm đầu tay trong cái việc mà ổn định cái mảng sơ vữa của cô bác anh chị đấy. Còn nếu như động mạch cảnh mà hẹp quá rồi, thì lúc này phải đặt một cái stent qua cái động mạch đó. Tức là sao? À, ví dụ như đây là một cái động mạch nó bị hẹp, thì lúc này bác sĩ sẽ đặt vào một cái ống đấy giống như kiểu là sao nhỉ cái ống bằng kim loại người ta gọi là cái stent cho nó oai rồi đây là một cái ống được thiết kế chuyên biệt và phù hợp với cơ thể của con người và đặt vào cái lòng mạch của chúng ta đấy à, nó sẽ đi từ cái động mạch đùi đi lên đi vào cái động mạch những cái động mạch và à, và đặt một cái stent bấm vào vào bấm một cái stent vào đây để làm sao để cái dòng máu có thể lưu thông qua được bình thường Đấy. cái động mạch cảnh này thì nó rất là hay ví dụ như chúng ta bị hẹp một bên thì bên này nó lại có cái chức năng là nó giúp chúng ta bù trừ lại có nghĩa là những cái uh, những cái mạch máu ở hai bên này nó giao thoa với nhau tức là bên này lên bên này bên này lên bên này nhưng hai bên nó lại giao thoa với nhau và dẫn đến cái bên bên này hẹp nó không lên được thì bên này lại uh, giao thoa để giúp bù trừ lại đấy thì nó có những cái giải pháp như thế trong cái việc can thiệp vào động mạch cảnh thì cái siêu âm Doppler động mạch cảnh cũng là một cái xét nghiệm để giúp chúng ta tầm soát cái nguy cơ đột quỵ. Tiếp theo một cái xét nghiệm khác đó là xét nghiệm điện tâm đồ. Xét nghiệm này thì nó rơi vào khoảng 50.000 đến 70.000 rất là rẻ. Thì điện tim thì sẽ giúp chúng ta biết thứ nhất là nhịp tim của bạn là bao nhiêu, có bị uh, cao quá không, có bị thấp quá không. Bình thường ấy, nhịp tim của chúng ta nó sẽ rơi vào khoảng 70-80 nhịp đúng không nào? Uh, nếu như mà trong trường hợp chúng ta gắng sức nó sẽ nó sẽ tăng lên. Tuy nhiên, cái nhịp tim thông thường nó sẽ dao động ở đấy. Và nếu như mà chúng ta đang đang ngồi nghỉ như thế này mà nhịp tim của chúng ta mà trên 100 thì cái nhịp tim của chúng ta đang bị nhanh nếu như mà chúng ta đang nghỉ ngơi bình thường nhá. Đấy, thì nó sẽ khảo sát được một là chỉ số nhịp tim. Thứ hai là những cái rối loạn nhịp tim. Ví dụ tim của chúng ta là bùm, tặc, bùm, tặc, bùm, tặc. Đấy. Nhưng mà nhá, cứ đập nhá, tức là tim của chúng ta nó theo kiểu như này, tống máu lên, pha tống máu lên là tim co bóp vào như thế này để tống máu lên, đấy, xong lại giãn ra để các dòng máu tĩnh mạch đổ về, đấy thì nó cứ bùm tặc bùm tặc như thế. Thế nhưng mà có những cái nhịp bất thường, ví dụ như đang bùm tặc bùm tặc bùm tặc 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 đấy kiểu kiểu, nó sẽ nó sẽ có những cái bất thường như vậy, đặc biệt là trong các cái uh, cái bờ nhĩ thất này, uh, trong những cái rung nhĩ này, đúng không ạ? Trong cái những cái rối loạn điện ở trong trong tim khác, nói chung là cơ chế của cái điện tim ấy ngày xưa uh, bác sĩ dung học cái điện tim mà ong hết cả não luôn để mà đọc chuyên sâu được cái cái điện tim ấy nó là cả một cái 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 kinh khủng lắm luôn uh, bác sĩ chuyên khoa tim mạch thì uh, đọc điện tim nó sẽ là chính xác nhất tuy nhiên thì các bác sĩ ở chuyên khoa cấp cứu hay những chuyên khoa nội khác thì đều có thể đọc được những cái điện tim thông thường nhưng để mà nói chuyên sâu về chuyên khoa tim mạch thì phải là bác sĩ uh, thuộc chuyên khoa tim mạch thì mới đọc được kể cả siêu âm tim nhé siêu âm tim nếu như một bác sĩ nội khoa thuộc chuyên khoa khác hoặc là một bác sĩ thuộc chuyên chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh siêu âm tim sẽ không tốt bằng bác sĩ thuộc chuyên khoa tim mạch siêu âm tim đấy thì tại vì là nó còn liên quan đến yếu tố về thăm khám lâm sàng nữa để phán đoán bệnh cho cho bệnh nhân nên hầu như bây giờ là chuyên khoa tim mạch sẽ siêu âm tim riêng chuyên khoa khớp uh, siêu âm khớp riêng uh, nó có cái sự phân hóa như vậy để đảm bảo cái việc thăm khám nó được chính xác.